nó lớn rồi mà coi nè, cửa nẻo gì đâu mà để lỏng le lỏng lét, không có chịu gài vô cho nó cẩn thận gì hết trơn trội á, rồi đi đâu mất tiêu rồi. Dạ cái đầu rồi mà cũng còn chơi trò ú tim ha. Ông chồng ơi, mày chổng con nè. Xấu quá, xấu quá. Còn con gái con hứa gì đâu trời ơi, con lắc lắc hả? Xấu quá. Nè, có nghe nè. À dạ biểu coi, biểu coi. Hả? Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao tao đi vắng có chút xíu vậy hả? Không có chuyện làm cái gì mà che cái mặt mày hoài để tao coi coi. Ha, mày đừng nói tao mày đi thẩm mỹ nha. Nha, đưa đây tao coi cái mặt mày làm cái gì bữa nay mày. Ai đây? Ai đây? Hả? Ăn cốm hả? Không có nghe. Nó lớn lên coi. Ăn trộm. Bố người ta ăn cốm. Trời ơi, tôi đính chính lại mà ơi, tôi là ăn trộm. Bà la vô vậy? Công an vô bắt luôn sao? Ăn trộm. Bà hiểu chưa? Tôi là ăn trộm rất là hiền, bà biết chưa? Không có nghe nói đó nha. Lần đầu tiên ăn trộm mà hiền hả? Ăn trộm có đạo đức. Trời ơi, hiền mà còn đạo đức nữa hả? Ừ, nói ăn gì? Trộm này á, canh mấy cái người á, nhà giàu không à, mới vô ăn trộm, hiểu chưa? Còn nhà nghèo á, tôi đâu có cần, tôi đâu có thèm vô. Ừ, tại ta nghèo quá mà. Sống phải có đạo đức, đúng không? Đúng mình rồi. Phải biết tìm hiểu, phải mình sống làm sao cho nó có lương tâm. Kiếm mấy người nhà giàu á, ăn cướp người ta có tài sản nhiều lắm. Còn mấy người nhà nghèo, người ta không có tiền, cướp chứ tội nghiệp người ta, đúng không? Cho nên tôi đính chính lại cái công việc của tôi là ăn trộm, chứ không phải ăn cướp. Ủa, trộm cướp giống nhau mà? Khác nhau bà ơi. Ủa, khác nhau ăn nào? Trộm á, là lẻn vô nhà người ta trộm đồ. Ờ. Mà khi bị phát hiện á, thì bỏ chạy. Hiểu chưa? Còn ăn cướp? Còn ăn cướp hả? Nhà của bà có cây dao không? Gì vậy? Để tôi minh họa cho bà hiểu. Minh họa. Ừ, kiếm cái dao đi, kiếm cái dao đi. Như thế nào? Hả? Đây đây đây, có một dao, dao gọt cái cây nè. Đó đó. Đó, đó. Ừ. Đây, đó. Rồi, sao nữa, sao nữa? Bây giờ ha, bà muốn biết ăn cướp làm sao đúng không? À. Để tôi minh họa cho bà coi. Cướp thấy chủ nhà thì đó. Sao? Để tôi dí con dao vô trong nách này nè. À, dí chỗ này nhột lắm. Nhột phải không? À, đúng rồi. Ăn cướp mà nó thấy chủ nhà nó không dí vô trong nách mà nó bẻ tay vậy nè. Nó để dao vô trong cổ vậy nè. Để tôi la. Bà la là tôi khứa đó. Trời ơi, cướp ác quá. À, nhưng mà thôi, tôi thấy bà là chủ nhà giàu có mà lại dễ thương nữa, trả dao cho bà. Cảm ơn. Để tôi đi qua nhà khác tôi ăn trộm. Đúng không? Tôi có đạo đức mà. Tôi đi nha. Khoan. Nó nghe nè. Cho tôi đi đi. Khoan. Trước khi đi đó, hồi cho mình có chút xíu ý kiến nha. Để đây. Để đó lại. Hồi nãy á là cậu minh họa, cậu làm cướp. Ừ. Bây giờ cậu cho tôi minh họa, tôi là chủ nhà đi, tôi làm nạn nhân đi được không? Minh họa. Qua lại đi rồi. Đầu tiên á, chủ nhà mà gặp ăn cướp á thì sẽ làm gì nè? Vậy. Đúng rồi. Cái tay này. Mẹ quá. Ai da. Mày tưởng kẻ cắp gặp bà già là ngon hả? Bữa nay mày tới số rồi. Ai da.